6 sai lầm trong ăn uống của mẹ bầu có thể dẫn đến nguy hiểm cho thai nhi. Khi mang thai, các mẹ bầu cần hết sức lưu ý đến lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống phù hợp cho thai nhi và cho chính mình. Dưới đây là một số thực phẩm và đồ uống không an toàn cho phụ nữ mang thai trong suốt 9 tháng, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta khó lường trước được. 1. Một số loại cá. Khi mang thai, tốt nhất bạn nên tránh hai loại cá sau. Cá được biết đến là có chứa hàm lượng thủy ngân cao như cá kiếm, cá mập, cá lát, cá ngừ, loại mắt to và cá thu vừa. Thủy ngân có liên quan đến vấn đề phát triển và các vấn đề về não ở trẻ sơ sinh. Cá chép có hàm lượng thủy ngân vừa phải, vì vậy cần cẩn trọng khi ăn và không nên quá một bữa một tuần. Loại thứ hai là cá đánh bắt từ các con sông, suối và ao của các địa phương, gần các nhà máy lớn hoặc các nguồn ô nhiễm khác. Sinh vật sống trong khu vực này thường chứa nhiều các chất độc hại. 2. Hải sản sông khói. Các món mặn này không an toàn khi làm lạnh, trừ khi chúng được nấu chín trên 75 độ C. Chúng có thể chứa Listeria monocytogen, loại vi khuẩn gây bệnh Listeria oxys, một tình trạng nguy hiểm đối với mẹ và bé. Giải pháp để ngăn chặn Listeriosis, bạn hãy chọn loại hải sản hun khói đóng hộp hoặc nấu chín trên 75 độ C. 3. Phô mát mềm. Món ăn ngon miệng này có thể chứa nhiều vi khuẩn E. coli hoặc Listeria, là vi khuẩn có thể gây ra những tình trạng sức khỏe rất khó chịu cho bạn và có những vấn đề nghiêm trọng cho thai kỳ. Giải pháp là bạn nên chọn loại phô mát cứng hoặc lựa chọn loại phô mát mềm chỉ khi bạn chắc chắn 100% nó được làm từ sữa tiệt trùng. 4. Thịt deli. Bạn nên tránh tất cả các loại thịt chế biến đông lạnh, còn được gọi là thịt deli, vì những món ăn trông hấp dẫn này chứa nhiều vi khuẩn Listeria, ví dụ như thịt nguội, sandwich, thịt thái lát và xúc xích. 5. Trà thảo dược và các chất bổ sung thảo dược khác. Tất cả chúng ta đều coi những loại thảo dược là thực phẩm lành mạnh nhất trên hành tinh, và điều này đúng hoàn toàn trong đa phần các trường hợp, ngoại trừ một số loại thảo dược rất nguy hiểm đối với thai kỳ. Lời khuyên cho bạn là nên tìm hiểu kỹ lưỡng về mỗi loại thảo mộc, dù là bạn muốn dùng qua đường uống hay bất kỳ hình thức nào. Và hãy chắc chắn rằng bạn không uống bất kể loại thảo dược nào mà dùng trong các nhà hàng, quán cà phê do nhân viên pha chế làm. 6. Quá nhiều caffeine. Uống quá nhiều lượng caffeine nạp vào cơ thể có thể gây ra các nguy cơ sinh non, thậm chí là sảy thai ở mẹ bầu. Vì thế, điều quan trọng là sử dụng cà phê có kiểm soát lượng vừa đủ. Một tách cà phê hoặc cốc trà mỗi ngày được coi như là an toàn, cụ thể là không quá 200mg. Cần nhấn mạnh nữa là trà xanh và soda cũng chứa caffeine nên không có tác dụng thay thế đối với cà phê. Giải pháp cho mẹ bầu là có thể chọn đồ uống đã loại bỏ caffeine, hoặc mẹ bầu có thể đổi sang nước khoáng hay nước trái cây là loại nước uống tốt nhất trong thai kỳ. Trên đây là những sai lầm trong ăn uống mà mẹ bầu nên lưu ý trong suốt quá trình mang thai. Hy vọng với những chia sẻ trên, mẹ bầu sẽ có những lựa chọn tốt nhất để thai nhi được phát triển khỏe mạnh.